đến 150kg này chỉ dùng một giọt nước hoa, đã lập tức biến thành hình dáng của một thiếu nữ xinh đẹp 40kg. Cô nhìn ngắm mình trong gương, đây chính là dáng vẻ của cô lúc 20 tuổi. Thì ra Chae-hee từng là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng vì mang thai, cô đành phải gác lại sự nghiệp lấy chồng sinh con. 20 năm nay cô chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc chồng con. Thân hình không ngừng béo lên, chồng cô chê cô ngày càng xấu xí nên đã quyết định ly hôn. Không phải anh nói sẽ yêu tôi suốt đời này sao? Cô trong mắt tôi không còn là người cũ rồi. Không, thậm chí còn không phải là người. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã sắp xếp xong tất cả, chuẩn bị treo cổ tự sát. Vừa đá đổ ghế thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô vùng vẫy một lúc, chiếc dây thừng treo lên tường vì không chịu nổi trọng lượng của cô nên đã bị đứt. Đúng là muốn chết cũng không chết được. Nhân viên giao hàng ngoài cửa vẫn không ngừng nhấn chuông, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào mà nhận hàng. Bảo ông ấy cầm về. Tiếp theo cô đổ một hộp thuốc ngủ ra, cầm một nắm đang định bỏ vào miệng. Thấy ông ấy yêu nghề như vậy, Chae-hee chỉ đành nhận hàng. Trên đó không ghi thông tin người gửi, ông lão còn khuyên nhủ cô bằng cả kinh nghiệm của mình. Cuộc đời này, cứ sống đi rồi sẽ gặp những điều tốt đẹp thôi. Nhìn gói hàng kỳ lạ, mặc dù sắp chết rồi, nhưng cô vẫn tò mò mở nó ra xem. Bên trong là một lọ nước hoa màu hồng. Đã 20 năm không dùng nước hoa, cô mở nó ra ngửi qua một cái, mùi hương rất đặc biệt, thế là cô nhỏ một giọt lên cổ tay. Bỗng nhiên cô như lạc vào thế giới thần tiên, rồi mây đen kéo đến, sấm chớp nổi lên, cô cảm thấy bụng đau dữ dội. Sau khi tỉnh lại đã biến thành dáng vẻ thiếu nữ. Cô là ai? Cô nghĩ ngợi một lúc nhận ra đó chính là mình lúc 20 tuổi, không kìm chế được thích thú mà ngắm mình lâu hơn. Lúc này chồng cô gửi tin nhắn đến, nói sẽ về nhà để ký đơn ly hôn với cô. Chae-hee sợ chồng nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này, thế là nhanh chóng thu dọn quần áo rồi rời đi. Cô đi qua cửa hàng nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, bị nó mê hoặc bước vào trong. Lúc định mặc thử, bỗng nhiên nhân viên nói đến ý nghĩa cách thiết kế bộ váy này, không thể để lợn đeo lên dây chuyền cao quý. Chae-hee nghe thấy cô ta sỉ nhục phụ nữ béo như vậy, tức giận lớn tiếng tranh cãi, không cẩn thận đã làm rách chiếc váy. Cô lấy thẻ ra quẹt tiền bồi thường, nhưng lại phát hiện thẻ đã bị chồng dùng sạch, cô chỉ có thể dùng chứng minh để thế chấp, hạn trong một tuần trả tiền, nhưng khi nhân viên nhìn thấy chứng minh của cô đã vô cùng kinh ngạc. Người này là cô sao? Đó là mẹ cô. Lúc này một người từ trên tầng chạy xuống, nói là show diễn đang thiếu người mẫu. Anh ta vừa liếc qua đã nhìn trúng Chae-hee. Người đàn ông này mắc chứng sợ hãi vật thể hình tròn, thấy trên mặt nhân viên có hai nốt ruồi, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, tưởng tượng những nốt ruồi đó sẽ lan ra khắp mặt, sợ đến nỗi trợn tròn mắt rơi vào hôn mê. Mặc dù mắc bệnh lạ nhưng Izo là một nhà thiết kế hàng đầu Hàn Quốc. Hôm đó đang chuẩn bị tổ chức show diễn thời trang, váy của một người mẫu vướng phải đinh bị kéo rách. Anh ta chỉ cầm kéo cắt vài đường cơ bản, sau đó làm thành một bông hoa màu đen, đã tạo ra một bộ váy hoàn toàn mới. Những người chứng kiến đều mắt tròn mắt dẹt. Lúc này Chae-hee không cẩn thận làm đổ giá treo đồ. Izo nhìn thấy cô giống như chúng tạc, còn nghĩ là bị vẻ đẹp của cô thu hút, không ngờ lại chửi bới cô thậm tệ. Ánh mắt nguy hiểm này, bờ môi ghê gớm này, cái mũi hơi này, còn ngồi đó sao, mau ra ngoài đi. Thực ra sáng nay Chae-hee vẫn còn là một người phụ nữ nặng 150kg, vì một lọ nước hoa đã làm cô biến thành dáng vẻ lúc 20 tuổi. Hôm nay vốn là đi phỏng vấn làm người mẫu, nhưng lại bị Izo đuổi ra. Trong lúc catwalk, một người mẫu bỗng nhiên bị trượt chân ngã, không thể tiếp tục trình diễn, mà ở đó người có thể mặc bộ đồ đó chỉ có Chae-hee. Lúc đầu Izo nhất quyết không đồng ý, nhưng trợ lý vẫn đến tìm cô bảo cô vào thay thế. Nhân viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô, nhưng lúc này cô lại nhìn thấy trong gương thân hình mũm mĩm của mình, cô vô cùng sợ hãi, hét lớn rồi chạy đi. Izo vào nhà kho tìm cô. Cô nói với anh ta rất mình sợ và tự ti. Anh ta lại cầm tay kéo cô đi, nói mình là một người tạo mẫu chuyên nghiệp, có thể tạo ra nữ thần đẹp nhất, sau đó tự tay giúp cô trang điểm. Chae-hee vừa mở mắt đã bị vẻ đẹp của mình làm cho choáng ngợp. Cô là ai? Bắt đầu buổi diễn, lúc đến lượt cô lên sân khấu, một bộ váy đen quý phái thu hút mọi ánh nhìn, dường như tìm lại được mình của năm 20 tuổi. Vừa tự tin vừa nho nhã, xúc động đến rơi nước mắt. Sau đó trợ lý lại giúp cô thay một bộ váy công chúa. Chiếc váy này giống như sinh ra là để dành cho cô vậy, cũng chính là vedette trong show diễn hôm nay. Không ngờ cô vừa bước lên sân khấu đã ngất đi, thì ra trước khi cô trở nên xinh đẹp thế này đã uống quá nhiều thuốc ngủ. Bây giờ thuốc phát huy tác dụng làm cô ngủ thiếp đi, ngủ ở đây được luôn sao? Chae-hee đang ngủ ngon lành trên ghế, vừa tỉnh lại đã biến thành một người phụ nữ béo ú. Cô nhìn bụng của mình sợ đến nỗi hét lên. Cô còn nghĩ tất cả chỉ là mơ, mở điện thoại lên xem mới biết việc mình tham gia show diễn thời trang hôm qua đang nổi dần dần trên mạng. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy lọ nước hoa ra, nhỏ một giọt lên cổ tay, nước hoa bắt đầu phát huy tác dụng. Đèn trong nhà vệ sinh bắt đầu chập chờn, bên ngoài mây đen kéo đến, sấm chớp nổi lên. Lúc cô bước từ nhà vệ sinh ra lại biến thành dáng vẻ 20 tuổi. Quả nhiên là lọ nước hoa này.
chỉ cần có nó sẽ có thể quay về thời trẻ. Jae-hee đến tìm Lee Jo-shin xin anh ta giúp mình thực hiện ước mơ. Anh ta đưa cô đến một căn nhà cũ, bảo cô quét dọn nó trước. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ vì quá mệt, cô đã ngủ thiếp đi trên sofa. Lee Jo thấy cô mãi còn chưa ra, nên về nhà kiểm tra. Không ngờ lúc này nước hoa bắt đầu hết tác dụng, cánh tay của cô bắt đầu nở ra, bụng cũng dần dần to lên. Lúc Lee Jo đang đi thang máy lên, quần áo của cô đã bắt đầu rách ra. Lúc này cô vẫn đang ngủ rất ngon lành, chiếc túi trên người cũng vì căng quá mà đứt văng xuống sàn. Lee Jo về đến thấy cả căn nhà sạch sẽ ngăn nắp rất ngạc nhiên, sau đó bắt đầu đi khắp nhà tìm cô. Lin Jae Hee. Jae-hee nghe thấy tiếng gọi bàng hoàng tỉnh giấc. Cô đang trong đó sao? Thấy anh ta sắp vào trong, cô vô cùng hoảng loạn. Lúc hai người chỉ còn cách nhau một tấm rèm, bỗng nhiên có điện thoại gọi đến. Lee Jo lại đi ra chỗ khác. Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ phải lập tức tìm nước hoa để biến hình lại. Lee Jo nhìn thấy rèm cửa lay động rất kỳ lạ. Jae-hee mãi mới bò được đến gần chiếc túi, lại không cẩn thận làm đổ tượng đá làm anh ta chú ý. Anh ta vừa định đi đến, bỗng nhiên đèn bắt đầu nhấp nháy, còn có tiếng sấm sét rất to, làm anh ta sợ hãi ngồi sụp xuống. Bỗng nhiên tất cả lại khôi phục lại bình thường. Anh ta bước đến ban công, nhìn thấy Jae-hee đang nằm dưới sàn. Lúc này cô đã trở lại hình dáng 20 tuổi. Anh ta nhìn thấy quần áo trên người cô rách tả tơi, cảm thấy rất kỳ lạ, lập tức gọi cô dậy, đưa cho cô một bộ đồ mới để thay. Lúc nãy tại sao cô lại mặc bộ rách tả tơi như vậy? Sao có thể làm bộ áo đến mức đó được chứ? Lẽ nào cô... 설마... Buổi tối anh ta mời cô đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Vì không có nhà để về, Jae-hee đề nghị anh ta để mình ở lại nhà giúp anh ta nấu cơm. Cô biết nấu cơm sao? Món Tây, món Trung, món Nhật, món Hàn, tôi đều có chứng chỉ đầy hết. Bánh của nhà rất hay, rất ngon đó. Cô biết mình muốn gì thì đó làm gì, tìm được công việc, tìm được việc rồi thì có thể làm một người độc lập. Buổi tối trên xe về nhà, lúc nghe nhạc, Jae-hee nói lúc mình đi xem kịch đã nhìn thấy tàu Titanic. Lee Jo rất kinh ngạc, sao cô có thể nhìn thấy nó chứ? Không phải cô mới 20 tuổi sao? Cũng không biết cô Lee Jo kinh ngạc nhìn cô, không lẽ cô ấy đã 40 tuổi rồi sao? Anh ta có phát hiện ra bí mật của Jae-hee.